chào tất cả các anh chị ạ. Các chị em xin tự giới thiệu, em tên là Phi, nhân viên của hợp tác xã Gia Phúc Sen. Và trong và cũng thường lệ như những clip khác, thì trong clip ngày hôm nay thì em sẽ lại tiếp tục giới thiệu các anh chị, đó chính là một bộ 3 dao gồm có dao chặt gà, dao thái nhỏ và một mẫu dao phi lê. Tất cả đây đều là gỗ mun khâu đồng đỏ và có hoa văn chống dính nhá. Gỗ mun này nó sẽ là gỗ mun sọc nha các anh chị này. Các anh chị nhìn mình có thể là nhìn thấy nó sẽ không được đen lắm, nó sẽ kiểu hơi sẫm sẫm màu một chút. Đấy thì em cũng nói luôn với các anh chị, đó chính là gỗ mun sọc nhá. Thì đầu tiên nhá, đầu tiên em sẽ giới thiệu đến các anh chị, đó chính là một mẫu dao chặt gà. Một bản dao chặt gà bán rất là chạy của hợp tác xã Gia Phúc Sen. Đó là một kiểu dáng bản vuông hình chữ nhật, tuy nhiên là nó sẽ có hoa văn trùng dính ở đây. Thì mẫu này có mã là G05TMDD. G05TMDD này là một kiểu dáng bản vuông, kiểu dáng bản vuông hình chữ nhật, kiểu dáng truyền thống, nhưng mà mình sẽ đánh chống dính lên như vậy. Chống dính ở đây nó sẽ là chống dính một mặt nhá. Chống dính một mặt có chốt khâu và chốt đồng cán gỗ mun. Ở đây ngoài ra thì ngoài cán gỗ mun ra thì mình còn có cả cán gỗ cẩm chỉ, nhưng mà dạo gần đây thì em thấy khách hàng của hợp tác xã Gia Phúc Sen này thì rất là ưa chuộng những cái mẫu gỗ mun, thì em sẽ lên clip gỗ mun cho các anh chị luôn. Đó là mẫu G05TMDD, chiều dài lưỡi là 22cm và bản rộng này sẽ là 8,5 ạ. Có độ dày lưỡi là 3mm và nó sẽ nặng từ 550 đến 600g. Để các anh chị mình có thể chuyên để chặt gà vịt, chặt sườn và thái được nhá. Đấy chính là mẫu chặt gà G05TMDD ạ. Thì tiếp theo chính là mẫu dao thái bản vuông có hoa văn chống dính. Có mã là, đó là kiểu Usuba. Usuba nhá. Thì có hoa văn chống dính, một dao thái nhỏ phù hợp cho các anh chị mà dùng trong gia đình mà mình ít người ấy thì mình hay sử dụng ấy. Thì con đấy thì sẽ được đánh chống dính một mặt, có hoa văn chống dính, một bản dao thái bé như thế này, chiều dài lưỡi là 18cm và cũng có một mặt chống dính và rộng khoảng 5cm. Nếu mà anh chị nào mà thích những cái bản nhỏ nhỏ như thế thì mình có thể lựa chọn một mẫu này. Đấy là một combo 3 con như vậy thì nó sẽ đầy đủ chức năng, và dao thái nó sẽ không phải dao thái to mà dao thái bé như vậy nó sẽ gọn hơn rất là nhiều. Nếu mà gia đình mình mà ít sử dụng đến những cái mẫu dao to thì mình sẽ chọn một mẫu nhỏ như vậy. Thì ở đây dao thái và dao lọc nó sẽ có một chốt thôi nhá, có một chốt thôi. Đó. Đấy là mẫu Usuba, bản Usuba có đánh chống dính ạ. Tiếp theo thì trong cái bộ này em giới thiệu với tất cả các anh chị, đó chính là một mẫu dao phi lê. Một mẫu dao phi lê lọc có chống dính, nó cũng là một kiểu dáng mới và được rất là nhiều anh chị lựa chọn trong thời gian vừa qua đấy ạ. Thì em chỉnh lại một chút để nhìn nó sẽ đẹp hơn, để cho nó nhìn đẹp hơn đây. Mẫu dao phi lê này thì có chiều dài lưỡi đây, các anh chị có thể nhìn thấy đây, một dáng dao phi lê có hoa văn chống dính, chiều dài lưỡi 22, bản rộng 3 và có độ dày từ 1 đến 1,3. Đây, để chuyên phi lê lọc nhé, các anh chị có thể dùng mẫu này lọc rất là tốt. Dọc nó sẽ rất là tốt, tại vì là cái mũi của nó rất là nhọn và các chị vẫn có thể thái được. Tuy nhiên là mình thái với những cái vật có kích thước nhỏ thôi nhá. Đấy, tại vì là nó là rất là nhỏ thôi, là phi lê lọc thì tốt, nhưng mà thái thì vẫn thái được, nhưng mà thái với kích thước nhỏ thôi. Đấy là mẫu dao có mã là N14TMDD, một bản dao phi lê mới. Đó là mẫu trong cái bộ ba em giới thiệu đến mọi người ấy, thì là đều là những bản mới của bên em và được rất là nhiều anh chị khách hàng lựa chọn. Thì em lên clip để em giới thiệu đến các anh chị để nhiều người biết hơn, để mình mà thích kiểu dáng này thì mình có thể lựa chọn bộ ba như vậy luôn, chặt gà, vịt sườn, thái nhỏ và một phi lê lọc như vậy nhá. Nếu mà anh chị quan tâm đến mẫu dao này thì các anh chị có thể để lại số điện thoại ở dưới bình luận giúp em, hoặc là mình có thể nhắc điện thoại lên và gọi đến số 0987 240 733 để được bên em tư vấn một mẫu dao phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng của tất cả các anh chị. Nói chung là nhiều lúc mình nhìn thấy nó đẹp nhưng mà nó lại không phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của mình, nên là nó rất là khó. Nó phải phù hợp, thứ nhất là nó đẹp rồi, nhưng mà nó phải đúng cái nhu cầu mình dùng được thì nó mới mới là
tốt nhất anh chị nhé. Và cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi và ủng hộ hợp tác xã Gia Phúc Sen trong thời gian vừa qua. Thì clip này hôm nay thì em sẽ dừng lại tại đây ạ. Và hẹn tất cả mọi người trong những clip lần sau thì em sẽ lên và giới thiệu các anh chị nhiều mẫu dao hơn nữa nhé. Các anh chị đang xem thì cho em xin một nút đăng ký kênh của tất cả mọi người nhé. Chúc tất cả mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.